Thính Motor xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn là với thật nhiều vui vẻ. Đây thì bây giờ mình sẽ lắp nó lại nha các bạn nhá. Mình cuốn xong rồi, mình sẽ lắp nó lại. Lắp nó lại đây, còn cái ốc gãy mà vừa nãy ở đây rồi thì là các bạn xịt cho mình ít giờ P7 vào đây. Các bạn cắt nó vẫn còn cái đầu ở đây nhá. Thì các bạn gõ. Gõ một lúc. Để cho nó phá vợi cái gì ra, xong các bạn dùng cái kìm chết. Các bạn cặp lại. Và các bạn vặn ra thôi. Nó rất là đơn giản. Đấy, rất là nhẹ nhàng thôi. Vừa nãy thì mình đóng mãi không ra. Đấy. Rất đơn giản đúng không các bạn? Đấy, các bạn cặp nó lại xong là lôi nó ra nhé. Xong bây giờ mình sẽ lắp nó vào đây. Thì mình đã cuốn xong đây rồi. Rất là nhanh đúng không các bạn? Mình cuốn motor thì nhanh lắm. Các bạn đặt cân nó vào đây cho mình. Đặt cân nó vào trong lòng này nhé các bạn nhé. Xong mình sẽ dùng cái thanh này. Các bạn gõ êm êm. Cho nó sập cho nó đều xuống nha các bạn nhé. À bên này cái này là lúc mình tập sơn rồi đấy. Nó vẫn hơi chắc để mình trà qua nó đi một chút. Đấy, bà nãy là khi làm xong ấy là sơn cách điện của mình là nó dính hết vào đây các bạn. Đấy, nó dính vẫn còn đây. Là mình đã mài trà bớt cái sơn cách điện đi rồi. Đấy. Không có kênh quá là nó sẽ không vào. Các bạn hãy đặt cân vào cho mình nhá. Mình sẽ cho nó xuống êm êm. Xong các bạn đưa cái thanh sắt này vào. Các bạn đóng dần nó xuống. Cái này là mình làm thủ công. Nếu mà các bạn mà nào mà nhiều anh em là chuyên làm về những cái loại bơm tõm và bơm hỏa tiễn ấy, thì họ sẽ có cái dàn ép thủy lực. Nhưng mà mình ít làm những cái đồ đấy. Cái đồ à. Xong là các bạn đóng nó êm êm xuống. Nếu mà các bạn thích thì làm một cái ống sắt nó vừa bằng cái này. Xong là mình sẽ ép nó xuống nha các bạn nhá. Đấy. Vừa bằng ống này. Nhưng cái này thì mình không có ống sắt. Không có cái bàn ép. Đấy, mình không có cái bàn ép đi thì mình đặt vào đây. Mà các bạn đợi mình chút. Kệ nó cho nó ngã cho nó ấy, ai bảo nó thích ngắm dai đẹp cơ. Vâng. Các bạn đợi mình chút nhá. Đây. Các bạn dùng cái này các bạn cột nó lại. Cột nó lại như này nha các bạn nhá. Xong bây giờ mình sẽ đặt một cái này lên. Xong các bạn đóng. Và nó cũng xuống. Thank you.
các bạn cứ đóng êm êm là nó khắc xuống nha các bạn. Dây này của mình ra. Rất đơn giản đúng không các bạn? Công cụ hỗ trợ của mình rồi các bạn, gãy mất rồi. Rồi mình thấy nó tức tay rồi đấy, tức tay có nghĩa là nó xuống hết rồi nhé các bạn nhé. Đấy, rất đơn giản thôi. Bây giờ nếu mà các bạn mà chưa yên tâm thì các bạn lại có thể là dùng cái sắt để các bạn đóng kiểm tra lại các góc này xem nó đã xuống chưa. Nếu mà nó xuống thì nó sẽ kịch rồi. Ok đấy các bạn, đây phần dây điện thì là các bạn xỏ nó qua cái lỗ này. Như vậy là mình đã lắp xong rồi. Lắp xong rồi bây giờ mình chỉ việc là thay bi thì các bạn ạ. Đấy. Bi của nó đây thì là mình cũng vừa lấy đóng vòng bi ra rồi. Bây giờ mình sẽ đóng lại. Thay cho nó người ta cái bi mới vào. Chạy cho nó ok. Đơn giản. Cuốn lại những cái máy như này thì các bạn là tốt nhất là nên thay cả bi lẫn khớp luôn nha các bạn nhé. Tại vì là mình phải tháo hết nó ra rồi. Đấy, ok. Rồi. Đây các bạn để ý này, nó có cái để nó ngăn ở giữa đây thì các bạn phải nhớ đặt nó vào nha. Đặt nó vào cái này nó có tác dụng là để ngăn nước chảy vào trong vòng bi của mình. Vào trong bi các bạn. Sau đó các bạn đóng cái đít này lại. Vệ sinh sạch ở trong đi nha các bạn nha. Mình vệ sinh qua rồi.
carbon này các bạn. Đây là ok. Ok, đây các bạn lắp lại thì phải để cho nó trơn như này nha các bạn nhé. Đấy, cái này thì mình cũng vừa đấu lại cái dây nguồn với cả dây vào thụ cho nó luôn. Chạy không? Đấy, chạy rồi ạ, rất êm nha các bạn nhé. Rất là êm. Tại vì bi là mình mới thay luôn mà. Thì bây giờ các bạn sẽ lắp cái phớt vào cho mình. Lắp cái phớt nó lại nha các bạn nhé. Lắp cái phớt thì đơn giản thôi. Cái đằng trong kia thì là mình cũng lắp trước rồi. Đây, nó dùng cái phớt như thế này các bạn. Đây các bạn đặt cái này vào đây cho mình. Đặt cho nó úp vào cái chiếc lò xo này. Và mình chỉ việc thả vào đây thôi. Đấy, ấn vào đây. Xong các bạn lắp cái phanh. Phanh giữ của nó vào thế là ok rồi. Không có gì khó cả, rất là đơn giản đâu. Mình thấy nhiều anh em mà tháo những cái máy này ra là ví dụ nó nhận được là cứ bỏ tụ, bỏ tháo tụ, tháo bi ra xong ngâm nguyên cái cả cái vỏ của nó vào vào trong chậu nước. Đến ngày hôm sau mới làm kiểu để cho nó mềm dỉ ra. Thì như thế thì rất mất thời gian, đến khi lại lôi ra ấy, thì lại phải mất công để sấy cái xích ta to cho nó khô đi. Nó mất thời gian lắm các bạn. Đấy, nên là mình không dùng kiểu đấy. Rồi, các bạn đặt vào đây. Cái dòng máy này thì cái này của nó chỉ lỏng lỏng như này thôi. Nhưng nó không tù được ra nha các bạn nhé. Không bị sát luôn, không hiểu nó thiết kế kiểu gì. Đấy. Các bạn đây cho mình cái mắt này đây, và mắt mấy con ốc này bạn, thế là được rồi, ok rồi. Trơn này các bạn này, vẫn trơn bình thường nhé. Để mà thử được xem nước nó có hút hay không thì các bạn cho nước vào và bì tay vào đây. Bì tay vào đây, nếu mà nó mút tay và nó không bị chảy nước qua cái cổ này thì là mình đã thay phớt là ok rồi. Nó mút tay mà kéo xê được cái máy này đi như thế này các bạn, thì mình sẽ đặt tay vào đây và mình sẽ lôi được cái máy này đi như thế này. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy, nó chạy rất là êm này các bạn này. Đã chạy rồi nhá. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của Linh Motor. Nếu mà nó hay giữ thì các bạn đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ clip để ủng hộ cho mình các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip tiếp theo.